Kính thưa quý vị, ngựa bập bềnh khổng lồ được trưng bày tại Đức. Tin từ Đức, hồi giữa tuần này, một con ngựa bập bềnh khổng lồ đã được thắp sáng và trưng bày tại thị trấn nhỏ Storkov nằm ở phía đông nam thủ đô Berlin. Theo tác giả đã làm nên tác phẩm này là ông Didi Sen, khẳng định đây là con ngựa bập bềnh lớn nhất trên thế giới với kích thước lớn hơn 2 mét so với một phiên bản trước đó ở Do Thái. Con ngựa nói trên có chiều dài chính xác là 9.11 mét, chiều cao là 8.12 mét và chiều rộng là 3.36 mét. Để có thể leo lên con ngựa này, Sen và một người cháu nội tên là Tom phải dùng đến một chiếc thang lớn và vô cùng chắc chắn. Sen là một nhà sáng chế khá nổi tiếng với một số các tác phẩm khổng lồ từng được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness. Hiện nay, một số tác phẩm của ông vẫn đang được trưng bày tại một bảo tàng xe đạp ở Storkov. Theo nhà sáng chế này cho biết, con ngựa khổng lồ nói trên là một trong những tác phẩm mới nhất mà ông đã ghi danh với sách kỷ lục Guinness. Kể từ bây giờ cho đến lễ Giáng sinh, Sen sẽ hóa thân thành ông già Noel để đi phát quà với sự giúp đỡ của người cháu trai.